Toàn xin chào anh chị em đến với kênh YouTube Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long. Và nhìn theo hướng camera này thì anh chị em mình thấy cái chân cầu đó là cầu Cái Sơn Lớn anh chị em mình, và chợ Thanh Đức cũng nằm ngay đó, còn có thể lại ngay chỗ phà Đình Khao luôn. Đây là phà Đình Khao thì 3 phút chạy xe thôi, khoảng cách của nó là 2 km nha. Và hiện tại là Toàn đang đứng đường tỉnh lộ của 902 nha, và miếng đất ngày hôm nay là nó thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Và cũng nhìn theo hướng camera này thì anh chị em mình có thể là đi xuống chợ Mỹ An. Đây, xuống tới chợ Mỹ An thì 8 phút chạy xe nha, khoảng cách của nó là 5 km. Còn đây là con đường vào đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay nè. Và từ vị trí của đường tỉnh lộ 902 này mà vô tới miếng đất nền mà Toàn muốn giới thiệu thì nó 400m nha anh chị em. Còn mà từ cầu Mỹ Thuận vào tới miếng đất thì 30 phút chạy xe nha, khoảng cách của nó là 19 km. Cầu Cần Thơ thì qua đây thì mất 1 giờ đồng hồ, khoảng cách của nó là 47 km. Bến xe miền Tây về đây thì 2 giờ 55 phút chạy xe, khoảng cách của nó là 128 km nha. Và kênh YouTube Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn anh chị em, ngày nào cũng như ngày nấy, cứ 7 giờ tối là Toàn sẽ đưa đất đưa nhà lên để mà giới thiệu đến anh chị em mình. Anh chị em mình có nhu cầu mua đất mua nhà ở khu vực Vĩnh Long thì vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn nhé nha. Cái miếng đất ngày hôm nay thì nó chỉ có giá là 390 triệu thôi nha anh chị em mình. 390 triệu thì về đường vào đất thì nó hơi quanh co nha. Anh chị em mình xem clip của Toàn thì vẫn có thể đi được tới đất luôn. Tới đây là bắt đầu quẹo nè anh chị em mình. Nó đường vào đất mình nói chung thì nó cũng lên đến sông nước lắm anh chị em. Giá 390 là mình vẫn còn được thương lượng nghe anh chị em mình. Chỉ có mỗi một vấn đề là thủ tục chuyển nhượng giấy tờ là chị này chỉ không bao thôi. Anh chị em mình thấy không? Đường vào đất của mình thì nói chung bà con mình ở cũng khá là đông ha. Thấy nó cũng liền liền với nhau. Và chạy thẳng theo con đường này nè, nó cũng chạy vòng ra ngay chỗ cái con sông của cái Sơn anh chị em mình, vòng lại ngay chợ Thanh Đức đó thôi. Đây là tới vị trí đất của mình rồi. Đất của mình ngày hôm nay là nó thuộc hướng đông nghe anh chị em mình. Và tổng hết diện tích của miếng đất này là nó được 211m nha. Đất thổ cư hết rồi luôn anh chị em mình. Cỏ gì sao Toàn lôi đó quay được nên khỏi đứng ngoài nhìn thôi nghe anh chị em mình. Và cạnh ngang của đất mình ngang trước ngang sau ngang nào cũng đều là 4m4. Và hai cạnh dài của nó là 47 nghe anh chị em mình. Và chủ kêu giá bán với cái giá là 390 triệu. Giá này được thương lượng nghe anh chị em mình. Cái miếng đất này là trên bằng phẳng là nó không thể hiện đường đi nghe anh chị em mình. Và cái đường Toàn đang đi lộ đa này nè là cái đường đi chung nha. Toàn lưu ý anh chị em mình, năm mai mốt mua tài sản chịu khó coi cái bằng phẳng nào mà có thể hiện đường đi á, anh chị em hãy mua, điển hình như có kẹt tiền còn đưa vô ngân hàng vay được cũng có giá trị, chứ còn mấy miếng đất này là đưa vô vay là thua nghe anh chị em mình. Còn mua cất nhà ở thì cũng được bình thường, nếu anh chị em mình có tiền ít là cũng được thôi. Còn mua đất này kéo cất nhà thì kéo điện từ ở trong đó chị em mình, kéo điện kéo nước từ đó lại. Ở đây mình cất nhà thôi. Và xung quanh đây thì bà con mình cũng ở rất là đông, để Toàn quay tổng quan cho anh chị em mình xem nè. Theo Toàn là vậy, bởi vì Toàn làm cái nghề công chúng này đôi thì cũng có số anh chị em rất là thương Toàn, và đồng thời có một số anh em cũng rất là ghét Toàn luôn, tại Toàn chơi thật lắm, nói chuyện thật quay ngang, nói chung sự thật cũng dễ mít lòng lắm anh chị em mình. Nhưng mà thôi kệ. Có nhiều chủ đất gửi đất cho Toàn xong coi video Toàn nói ủa sao Toàn nói tùm lum vậy, nói tùm lum vậy sao bán, mà giống dĩ đất của anh mua là giống dĩ anh giấu là chuyện của anh thôi, còn gửi em là em có sao làm nó vậy, còn anh không biết là do anh coi video em mới biết, là cái sự hiểu biết của mọi người khác nhau thôi, kêu em giấu theo anh là không được nha.